những chiến sĩ cảnh sát biển không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh nơi biển sóng, mà họ còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân trong các hoạt động đánh bắt khơi xa. Và hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, những chiến sĩ cảnh sát biển lại tổ chức các hoạt động thăm hỏi Tết đến bà con ngư dân trong vùng đơn vị đóng quân. Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, những cái bắt tay thấm đượm nghĩa tình như thế này đã phần nào nói lên mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Những ngày này, hòa trong không khí náo nức đón xuân Đinh Dậu 2017, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức chương trình Vòng tay nghĩa tình tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn đóng quân của đơn vị. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Bộ Tư lệnh Vùng duy trì, tổ chức thường xuyên hàng năm trong mỗi dịp lễ Tết của dân tộc. Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình nhân ái giữa đơn vị với nhân dân. Tới dự buổi trao quà có các đồng chí đại biểu, đại diện cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tam Quang, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban dân vận, huyện Núi Thành và các đồng chí thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng. Bộ Tư lệnh Vùng đã tiến hành trao tặng 62 suất quà với tổng giá trị hơn 18 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Tam Quang, Tam Giang và Tam Hải, huyện Núi Thành. 20 suất quà cho các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trong vùng có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 10 triệu đồng cũng được trao tặng trong dịp này. Công an vùng cảnh sát biển 2 đã tổ chức tặng quà cho chúng tôi. Chúng tôi rất xúc động và rất cảm ơn tấm lòng quan tâm của cán bộ và chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2. Điều đó chúng tôi ghi tạc mối quan hệ tình cảm giữa quân và dân. Những phần quà của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 gửi tặng các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, xét về giá trị vật chất không cao, tuy nhiên nó chứa đựng rất nhiều tình cảm thân thương, nghĩa tình và cũng thể hiện sự quan tâm chia sẻ, góp thêm hương sắc cho các hộ gia đình vui Tết đón xuân. Cũng trong không khí mừng Đảng mừng xuân mới, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động một tàu cảnh sát biển chở đoàn công tác của tỉnh ủy Kiên Giang đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, chính quyền và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Vùng Thổ Châu là một cái đơn vị xa xôi và gặp rất là nhiều khó khăn. Thì trong những năm Tết đến thì địa phương cũng rất được vui mừng và danh dự được các anh cảnh sát biển vùng 4 đến với địa phương để là cùng góp phần tạo điều kiện là về công tác an sinh xã hội, cũng như là đặc biệt là chăm lo quan tâm đến các sức quà cho bà con của địa phương. Ngoài ra thì các anh ngoài việc tuần tra kiểm soát ở trên địa bàn thì đặc biệt là các anh cũng là tuyên truyền cho bà con ngư dân ở trên địa phương về việc mà đánh bắt trong cái vùng biển thuộc cái chủ quyền của Tây của biển Việt Nam. Thì qua đó thì các anh cũng làm tốt cái công tác mà tuyên truyền về các luật biển cho bà con ngư dân đánh bắt. Đoàn công tác gồm 80 người do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan trung ương trên địa bàn các tỉnh phía Nam, đại diện các sở, ban ngành và lực lượng vũ trang Kiên Giang. Đồng chí Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng với đại diện các cơ quan chức năng của vùng đã đi cùng đoàn và trao tặng những suất quà đến tập thể, hộ ngư dân nghèo trên các đảo khi đoàn đến thăm. Bà con ngư dân hôm nay tôi đại diện cho 10 hộ ngư dân nhận quà của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Là bà con ngư dân tôi hôm nay là rất phấn khởi được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã quan tâm tới ngư dân nghèo, đặc biệt là bà con họ Thổ Châu. Tới đây thì nói chung là đề nghị là năm mới thay các bà con nhân dân, ngư dân kính chúc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 dồi dào sức khỏe, lập nhiều thành tích mới trong năm 2017. Quân với dân như cá với nước, một miếng khi đói bằng một gói khi no.
là những phương châm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển khi đến thăm và chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần giúp bà con bớt khó khăn hơn. Tấm lòng và sự quan tâm của các anh cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người dân, củng cố và xây dựng mối quan hệ máu thịt, quân dân ngày càng bền chặt.